mừng các em đến với tiết học môn sinh học lớp 11, bài 18, tập tính ở động vật. Về nội dung bài học gồm có một la mã khái niệm và phân loại tập tính, hai la mã các dạng tập tính phổ biến ở động vật, ba la mã pheromone, bốn la mã các hình thức học tập ở động vật, năm la mã quan sát một số tập tính ở động vật và sáu la mã ứng dụng tập tính ở động vật. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần một la mã khái niệm và phân loại về tập tính. Vậy tập tính ở động vật là gì? Lấy ví dụ và tập tính có vai trò như thế nào đối với động vật thì các em lưu ý như sau. Thứ nhất, tập tính là chuỗi phản ứng của cơ thể động vật trả lời lại các kích thích từ môi trường, đảm bảo cho động vật thích ứng, tồn tại và duy trì nòi giống. Một số ví dụ về tập tính của động vật: hiện tượng cua đỏ di cư, ong biết xây tổ, công đực thu hút con cái bằng cách là xòe cái đuôi ra. Và tập tính có vai trò gì đối với động vật? Thì tập tính đảm bảo cho động vật có thể thích ứng với môi trường, duy trì nòi giống và tồn tại. Về phân loại tập tính, có bao nhiêu loại tập tính và gồm những loại tập tính nào? Các em lưu ý, tập tính gồm có 3 loại, đó là tập tính bẩm sinh, tập tính học được và tập tính hỗn hợp. Chúng ta sẽ hoàn thành bảng phân biệt các loại tập tính. Thứ nhất, tập tính bẩm sinh là tập tính sinh ra đã có. Về đặc điểm, tập tính bẩm sinh là tính mang tính bản năng, bền vững, di truyền và đặc trưng cho loài. Ví dụ, đến mùa sinh sản, cá hồi quay về nơi sinh ra để đẻ trứng, hay hiện tượng nhện răng tơ được gọi là tập tính bẩm sinh. Một vài hình ảnh về tập tính bẩm sinh: gà trống gáy vào buổi sáng sớm, chó, mèo, hổ, báo đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu, chuồn chuồn đẻ trứng vào nước, cóc nghiến răng khi trời mưa. Loại thứ hai, tập tính học được. Khái niệm tập tính học được là tập tính được hình thành trong quá trình sống thông qua học tập và rút kinh nghiệm. Về đặc điểm, phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh, dễ thay đổi, không di truyền và đặc trưng cho cá thể. Một số ví dụ: hổ con học cách bắt mồi, sau khi bị ong đốt, ếch sẽ không bắt ong hoặc những con mồi tương tự. Lưu ý, sự hình thành tập tính học được ở động vật còn phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh, đơn giản hay là phức tạp, và phụ thuộc vào tuổi thọ. Một vài hình ảnh về tập tính học được. Hình ảnh chim non tập bay gọi là tập tính học được. Gà con nép vào gà mẹ khi gặp nguy hiểm. Khỉ dùng đá đập hạt cứng. Khỉ con tập leo trèo. Loại thứ ba, tập tính hỗn hợp. Về khái niệm, đây là tập tính bẩm sinh nhưng được phát triển và hoàn thiện trong đời sống cá thể thông qua học tập. Về đặc điểm, đây là tập tính dạng trung gian giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được. Một vài ví dụ như tập tính săn mồi ở sư tử, ở mèo, hay tập tính xây tổ ở chim. Một vài hình ảnh tập tính hỗn hợp. Kết luận về sự phân loại tập tính gồm có tập tính bẩm sinh, tập tính học được và tập tính